lúc gió thì gió muốn tuột quần tuột áo, còn lúc im thì nó im như vậy nè. Nắng muốn sản luôn. Anh ơi sao anh, em thấy anh canh hai cái lái ghe em quá vậy? Anh có thấy đường không? Cái mũi cao quá mà. Ừ, nên né rồi chứ. Kia tự dinh đóng coi tướng đẹp chứ. Đẹp không anh em? Chào nhau liền. Chui anh em. Bên này chiếc này. Bên đây chiếc này Bến Tre. Này kiểu như Trà Vinh Bến Tre, hai anh em ở sát bên nhà, bên đây Trà Vinh bên đây Bến Tre rủ đi mần chung nè. Trưa than nắng nắng đi. Chị không để cho nó mưa cái nửa ghe nước luôn trời. Công nhận nó mưa dữ dằn thiệt. Đổi điểm rồi anh em ơi. Chạy chỗ khác rồi. Qua gần gần mé bên Trà Vinh. Đó, bờ Trà Vinh bên đó. Bến Tre bên đây. Dịch dính này mới bấm quán máy quay được anh em. Trời ơi má ơi, không cá không lao ai giận cá dồ. Chết thiệt chứ. Anh em coi. Cá dồ 1 kg luôn. Nó là một cái hột cái cần câu. Thử đâu gặp hàng khủng rồi. Ôi trời, chết luôn. Trời ơi, kéo nó cũng đã nữa. Mà thấy nó không nhẹ, nghi nghi cái vụ gì. Không thấy nó chạy theo gì hết. Má ơi, con cá dồ. Trời ơi. Chết em luôn, dồ ơi. Dồ nốt mất tiêu cục màu luôn. Đây. Tưởng đâu là vô mắng là chứ. Ký lô luôn anh em. Chơi đâu.
nhớ khỏe với anh em ơi. Qua này chạy ngáo ngáo hết trơn anh em, chạy thấy bà luôn mà tức quá. Ký máy không đó. Em này có chuyện hỏi làm con nữa. Nhỏ mà nó chụp nó gặt có một cái. Nhào lên chồm bấm vô cái máy quay cái góc quay giờ thấy ghét. Giờ thấy thằng kéo câu không chứ không có thấy cái cần câu mà không có thấy một cá gì. Đây là cái thành quả này anh em, nó tối này giật cho anh em con cá dứa đó, con thứ hai dính thêm được hai con nữa. Thứ bảy cái con đầu tiên là làm thịt ăn chứ dính thêm nhiêu đây nữa nè, đó ba con nữa. Còn con này thì mới dính hồi nãy. Cũng xin lỗi anh em là gấp quá bấm cái máy không có chỉnh góc gì, tại tới sáng này nó thất vọng quá trớn rồi, đâu còn đâu tính nó ăn cái mà kiểu nó nhỏ mà nó ăn hổng, chụp nó gịch cái chụp giật luôn, hình ra bấm cái góc quay gió ẹt.
thôi thì hẹn con sau đi để cho nó hên. Ừ, chút nữa chơi con nữa đi. Sáng rồi nè, bình minh đã không? Câu về đây mà ông ra lưới hồi nãy ông quýnh cái xác lái con trâu giúp. Ra lưới này quýnh ác thiệt, quýnh cá chạy tuốt hết. Quay cho anh em coi cảo cá ngát nước chảy. Ăn nhẹ xèo phao nhỏ quá dính cá ngát. Dứa trời ơi ông nội ơi, ngâm nó ăn nó dính đồ hồi nào nó chết thối. Chết thối nó nặng tao tưởng cho ngát không ông ơi. Nãy giờ lo mần cá dọn dẹp ghe đâu để ý đâu. Cả nửa ký nặng quá tới đâu cá ngát không chứ. Tại tối cũng chích được con nè, đang bằng thịt nè, đang ngoài ăn cơm. Trời ơi nặng. Giờ mới cần câu quạt quạt thấy thương. Nước nó chảy làm sao mà không có neo bọng nào chịu nổi hết trơn anh em ơi. Lũi vô trong mé làm sao hên buộc được cái. Buộc được mấy phao bè này chứ nước nó chảy lặn buộc muốn chết. Lũi sát bé không mà nó còn chảy vậy nè. Trong bờ dê rồi đi có bầy bầy đã không? Quá trời chảy, đổ. Cái phao bè ôm hết vậy mà lặn mất tiêu. Kiếm con cá bự khoe với anh em kết như vô luôn cái trời. Tối giờ dính cá dứa không anh em? Ký ngoài à. Nước chảy cá lội đã không? Đợi từ hôm giờ giật con cá dứa muốn xỉu. Giờ cái chắc cú thường ngày sung sung là cỡ ký mấy này sách á. Này không sung không. Đang đói.
kg gì hết. Chắc được phần mồi. Cá dứa đây. Chiều vậy mà giờ cơm cá cũng trong cộng. Giờ đừng đưa vậy đây, cái gì đây. Đùng đưa cá cơm cá này bán 80.000 ký anh em. Nữa
80.000 ký thì con này chắc tôm tem cục màu gì đó anh em ơi. Đây là cái thành quả của đêm nay nè anh em. Cái đêm mà anh em thấy dính con cá mà quay dính cái quay dính cái lưng với cái đít không là đêm trước. Thì cái mình đêm đêm trước nữa chứ không phải là đêm kế hôm qua, mà mình kẹt công chuyện mình chạy ra chạy vô ra câu chút xíu rồi chạy vô bờ có công chuyện nó lạc chặt tùm lum hết trơn. Thành ra là dồn cái clip này, dồn cái đêm này vô trong cái video này luôn. Đó. Nhưng là hai đêm mình câu trọn vẹn anh em ha. Đêm trước thì con cá đó vô hình như được đâu con kilo 7 gì đó. Chứ đâu cũng 2 kg cá dứa. Hồi hôm này dính cá dứa nhóc luôn á, cùng 4 5 con ở hôm trước á. Thấy cá nhỏ nhỏ rồi quay rồi xóa để cái video nó dài quá. Thôi thì giờ cái video nó cũng dài lắm rồi, kết thúc ở đây anh em á. Cái mình làm tiếp một clip khác, hy vọng là sẽ nhiều cá bự cho anh em xem hơn. Còn giờ thì này là mình phải mổ bụng. Cái mùa này nó ăn trái mắm anh em, nó ăn trong bụng nó trái mắm nó mau sình lắm, nó sình rồi nó hôi con cá dở. Thôi bye bye anh em, hẹn anh em trong cái video tiếp theo.